Blog giảm giá xin chào các bạn. Nếu các bạn thường xuyên mua hàng tại Lazada thì hẳn các bạn đã biết gần đây Lazada đã bỏ việc nhập mã giảm giá thủ công và ra mắt tính năng sưu tầm mã giảm giá. Tính năng sưu tầm mã giảm giá giúp các bạn có thể lấy mã và sử dụng nhanh hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi này không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vẫn còn rất là nhiều bạn chưa biết cách sưu tầm và sử dụng mã giảm giá Lazada như thế nào. Ở bài viết này, Blog giảm giá sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng sưu tầm mã giảm giá nhé. Đầu tiên các bạn sẽ mở trình duyệt trên điện thoại của bạn ra, truy cập vào bloggiamgia.vn. Trang chủ bloggiamgia.vn đang mở ra. Và sớm bên dưới một chút các bạn sẽ nhìn thấy danh mục mã giảm giá Lazada ở đây. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn xuống bên dưới một chút sẽ thấy các mã giảm giá của Lazada được cập nhật sẵn ở đây. Đây, voucher 150.000. Chúng ta bấm vào nút nhận ưu đãi. Ứng dụng Lazada cài sẵn trên điện thoại của các bạn sẽ tự động mở ra. Và vào thẳng trang mã giảm giá. Và đây, những cái mã này mình đã sưu tập rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ thử sưu tập những cái mã giảm giá mà mình chưa cho vào ví nhé. Đây, chúng ta bấm cho vào ví. Sưu tầm thành công, vào ví voucher để xem chi tiết. Đây chính là mục ví voucher. Ở đây hiển thị tất cả các mã giảm giá mà mình đã sưu tầm. Mục 12 tháng 12 này là những mã giảm giá có thể sử dụng được trong ngày 12 tháng 12. Mục Lazada này là những mã giảm giá từ Lazada. Mục nhà bán hàng là những mã giảm giá từ nhà bán hàng. Và mục cuối cùng là mã tiền điện tử. Đây chính là mã tiền do Lazada hoàn lại từ những cái đơn hàng mà các bạn đổi hoặc trả sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thử một mã giảm giá nhé. Ở đây mình có mã giảm giá 50.000. Hạn sử dụng là 31 tháng 12 năm 2018. Điều khoản và điều kiện các bạn có thể bấm vào đây để xem chi tiết. Đây, có 3 mục điều khoản và điều kiện của mã giảm giá 50.000 này. Hoặc các bạn có thể bấm vào nút chi tiết. À, bây giờ chúng ta sẽ thử đặt nước giặt Omomatic bền đẹp túi 2,4 kg. Chúng ta mở sản phẩm ra, nhấn vào nút mua ngay, kiểm tra lại một lần nữa địa chỉ nhận hàng, số lượng sản phẩm. Và đây chúng ta đã thấy là mã giảm giá đã tự động trừ trực tiếp trong đơn hàng của mình, giảm 50.000. Tiếp theo chúng ta chỉ cần nhấn nút thanh toán và chọn hình thức thanh toán, sau đó xác nhận đặt hàng. Vậy là chúng ta đã hoàn tất thành công một đơn hàng sử dụng mã giảm giá 50.000 từ Lazada. Blog giảm giá chúc các bạn có những khoảng thời gian thảnh thơi mua sắm tại Lazada. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.